Fabula Borutena. Chính là cái tựa đề của ngày hôm nay. Bức thư game mình đây. Xin chào các bạn. Chơi game kinh dị. Tôi nói tiếng Tây Ban Nha luôn. Thì đây là một cái tựa đề tiếng Tây Ban Nha. Và nếu dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ có ý nghĩa là chuyện ngụ ngôn các bạn ơi. Thì không biết là chuyện ngụ ngôn tiếng Tây Ban Nha nó sẽ như thế nào. Nhưng mà chưa gì hết là mình cảm thấy là mình không có đọc được rồi. Mình không thấy là mình đọc được thì mình không biết là như thế nào các bạn ơi. Zuga, bây giờ chúng ta vào game thôi. Vào có vẻ lâu đó. Hồi nãy giờ là mình đã thấy là mình đang ở trên một cái xe lửa rồi. Để nó dừng ở cái ga kỳ lạ nhé. Dừng ở một cái ga kỳ lạ thì nghe rất là quen rồi. Rồi, chắc là thanh niên này, cô gái này không biết là nhân vật chính là như thế nào. Nhưng mà đã ngủ quên, cho nên cái xe lựa đến cuối chuyến luôn. Và thế là giờ không biết là như thế nào. Và chữ nó hiện lên trên rất là nhiều nhưng mà không đọc được. Bây giờ mới nhận ra là tiếng Anh nó còn đỡ các bạn ơi. Đây là gì? Đây là lịch hay là điện thoại đây? Rồi xong. Thật sự là mình đã lạc vào dị giới rồi các bạn ơi. Đây là một cái ngôn ngữ mà mình không thể đọc được. Và chỉ cần là mình không đọc được thì mình coi như là đó là một cái thế giới khác rồi. Rồi. Như vậy là chúng ta đã lạc đường đến một cái nơi nào đó. Bây giờ cần phải tìm đường về đó. Về được không đây? Ở đây, chúng ta chỉ cần gọi là cái này là cái gì đây? Cái su be này. Để chúng ta sử dụng cái này để mà về các bạn. Thì hiện tại là mình thấy là mình vẫn sử dụng được cái đó. Sao thế? À, tech à? Don Eto No Colon Co Eta Etac Son. Không biết có đúng hay không nữa. Rồi. Cảm thấy rất là kỳ lạ các bạn ơi. Không thể hiểu được. Sao mà game này không có chỉnh ngôn ngữ qua tiếng Anh vậy? Mình thấy là những game khác là có tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Anh luôn. Chịu thôi các bạn ơi. Coi như là chúng ta đang ở một cái nơi xa lạ và chúng ta thám hiểm thử xem coi nơi này có gì. Hết câu. Em lại là cái con màu đen đó nữa à? Đừng có giỡn mà, cái con màu đen đó là nó đã đi theo mình khắp nhiều, rất là nhiều nơi rồi. Lúc mà mình làm việc ở cái cửa hàng kiosk là nó đã xuất hiện, nó hù mình liên tục rồi. Mình luôn phải thủ cái con dao. Và tiếp đến là mình làm việc ở một cái tiệm cây bắp thì nó vẫn tiếp tục gọi là đến hù mình. Và lần này là nó lại đến đây nó hù mình khi mình đi về nữa các bạn ơi. Nó bực dậy. Nó chỉ thiếu bờ môi màu đỏ thôi. Nếu mà nó là bờ môi màu đỏ thì nó sẽ là bức thường game minh. Như vậy đỡ sợ hơn. Đây là gì đây? Đây là gì? Vâng. Sau một lúc mò mẫn thì cuối cùng mình cũng thoát ra được khỏi cái này rồi. Bây giờ là bên này rất là tối nhá. Cho nên là chắc là không đi được. Đi bên này thôi. Vâng, lại nói cái gì nữa rồi. Kệ đi. Không được à. Ở đây có gì nào? Tại sao bị kẹt ở đây và cửa nó không mở bên kia cho mình đi đến một cái tàu khác. Thế cho nên là mình bắt buộc phải đi tìm. Cái này như thế nào đây?
Mò thử xem. Không được rồi. Chúng ta phải tìm cái mã số của nó thôi. Bên cửa bên kia đóng thì chúng ta được phép tự tiện vào đây để tìm kiếm những cái gì có thể mở ra được. Ảo thế. Đây là một cái trạm ga tàu cơ mà. Nhưng mà quả thật là đây không có người các bạn ơi. Dập tắt như thế này thì thế nào nó cũng xuất hiện nữa cho mà xem. Cái con màu đen vẫn bám theo mình suốt từ game này đến game khác. Cái gì? Mày ở đâu? Ra đây. Lần nào nó cũng hù mình rồi chứ là cũng có một tí kháng thể với con này rồi. Mà biết là con này con gì? Không phải à? Nên cái này trên đây có gì nào? Nó không biết cái này là gì. Rồi lấy cái này để làm chi? Mình cần mật mã cơ mà. Bình xịt các bạn ơi. Có vẻ như là mình cần có ba cái bình xịt. Để xem coi là nó có ở đây không. Không rồi, đi ra ngoài xem sao. Hồi nãy là mình nghe thấy. À kia tao lại nó nữa các bạn ơi. Nó đấy, chứ gì nữa. Cái con màu đen đấy rất là quen thuộc, bây giờ nó lại cơ bắp hơn. Đấy. Là nó chứ ai nữa. Đây là lần thứ ba rồi cho mày. Nó có đang tiến đến chỗ mình không vậy? Cửa này không đóng lại được. Hoài vũ khí đấy. Đây, cái logic rất là ngáo ở trong những cái game kinh dị là chúng ta không thể cầm vũ khí lên. Mặc dù là có một cái thực thể màu đen gì đó đang ở bên kia. Sao nó không hù mình ở chỗ này ta? Nếu mà nãy nó hù mình cũng khá là bất ngờ đấy. Mật mã có nằm ở đâu trong đây không? Bốn cái ly, ba cái chén, ba cái đĩa, nhưng mà không chắc là đây có phải là mật mã hay không. Hồi nãy là có một cái số không luôn. Không đúng rồi. Và xem lại xem. Như vậy là không có thông tin rồi. Bên kia rất là tối. Có một cái phòng đúng rồi. Phòng này cần quét tẻ đúng không? Không hiểu sao là không có ai ở chỗ này luôn. Hình như là mình cần có một cái thẻ khác đúng không?
À. Không được. Chọn rồi. Ai đó đang hướng dẫn mình cách để mở cái này ra sao ấy. Cũng không biết đây là ai. Bằng cách đó chúng ta vẫn chơi được. Đấy có phải là hệ thống điện hay không, hay là cái cửa phía sau nó đã màu xanh rồi. Là như vậy cái cửa. Cái gì? Đến đây chơi à? Thọ mày chắc. Mấy lần rồi nha con. Cái kia vẫn chưa mở được, không biết là có sao hay không. Mà đây chỉ là bản demo thôi các bạn, chưa phải là bản chính thức đâu. Thế cho nên có khi là chưa mở được. Sao nào, chỗ này rất là đáng để hù đấy. Đúng không nào? Không biết có đúng khi mình vào đây hay không nữa. Mình nhặt được 200 peso đây. Và một cái tờ báo. Tờ báo này có số gì ở trên hay không ta? Ua! Lại là cái con màu đen đó nữa. 200 peso này làm được gì nào? Này, bây giờ mình qua bên đây. Chỗ này là... Không biết chỗ này là chỗ gì. Một cái cổng khác rồi. Lối ra này đúng không? Giống với là cái lối thoát hiểm thứ 8 như vậy. Nhưng mình nghĩ là chắc là mình chưa chắc đã chạy thoát đâu. Ôi giời ơi. 1-0 9-2. Quay đừng đùa chứ, tôi phải quay lại chỗ kia. Rất là nhiều số. Cái quái gì đó. Cái câu đố nào đây? 8. Tám các bạn. Tựa là số 3 nhưng mà không phải. Tựa số này là số 7. Chả hiểu luôn. Không biết đây là cái số gì đây. Xuống đây thử xem. Như vậy là cái này là kết nối với lại bên kia. Và chúng ta cần phải lấy được cái số này các bạn ơi. Phải hiểu được là cái số này rốt cuộc là cái gì. Mở được rồi. Như vậy là chúng ta cần phải thử hết những cái số mà nó có ở chỗ đó các bạn ơi. Mình nhặt được cái chìa khóa khác từ bên trong. Một cái tủ đã bị khóa bởi một cái ổ khóa. Sau đó thì chìa khóa này làm được gì? Mấy chìa khóa này làm được gì? Có cái cửa nào bị khóa à? Để xem coi.
Rồi xong luôn. Hóa ra là vào phòng xách vé các bạn ơi. Khởi động được rồi. Này là như thế nào? Khởi động xong rồi thì sao? Khởi động xong ra ra bên ngoài kia là đi được rồi à? Vậy nó lại quá hiền. Nãy giờ nó chỉ mới hù mình, nó chưa làm gì mình hết. Khá là đáng nghi các bạn ơi. Nó lại hiền đến như thế à? Cái con màu đen nó không hiền như vậy các bạn. Nó chắc chắn sẽ làm cái gì đó với mình. Những cái lần trước là mình đã bị như thế rồi. Làm cái đó là cái gì cũng không hiểu luôn. Tức là sao? À. Xong rồi đúng không? Nó để này đấy. Hồi rồi. Nó đến rồi các bạn ơi. Mình cũng không biết là chạy đi đâu. Chạy chỗ này à? Ok. Con này nó chỉ bẻ cổ mình thôi. Nó chỉ à? Nó bẻ thôi các bạn ơi. Khá là nguy hiểm. Rồi, chạy qua chỗ này thôi. Hả? Trước vậy mình phải chạy trước cái bạn, tại mình chậm quá không biết là chạy chỗ nào cho nên mình chạy qua chỗ kia là nó sai rồi. Thử chạy xem coi là bên này có đúng hay không. Nó chặn bên kia rồi, mình không chạy qua được bên kia, chỉ hết chạy bên đây thôi. Vẫn bị bắt à? Vâng các bạn ơi, vẫn bị bắt. Tưởng rằng là hồi nãy là chúng ta chạy đến chỗ đó chúng ta bị bắt thì là do là chúng ta chạy chậm, nhưng mà không, dù có cố gắng đến như nào đi nữa thì chúng ta vẫn bị bắt. Rồi, và đó chính là một cái game tên là Fabula Borutena. Cái tên rất là hay các bạn. Và các bạn có để ý không? Là hai lần trước là mình đã thoát được đúng không? Hai lần trước là mình đã thoát được rồi. Cho nên lần này là ảnh cơ bắp lực lượng hơn. Mạnh hơn.
không thể chạy được nữa luôn rồi. Liệu đây có phải là lần cuối cùng của cái nhân vật này hay không này? Hay là vẫn có thể tiếp tục chạy thoát và sẽ gọi tái gặp lại cái con màu đen này trong một cái game kinh dị khác?